Đây này, tây ở ở cái bài này này, thế là tôi mới nói về cái vấn đề đóng góp đích thực đây này. Chứ còn bình thường là ví nói chung là như tôi ấy, tôi làm marketing thôi. Còn như ông mấy cả như anh vừa ra bảo là mấy đứa xinh xinh như nó ra nó hỏi mày, nó hỏi cháu, cháu đi năng bạt kỳ hồ mấy cháu thấy mệt rồi cháu đi về. Đấy là đóng để cái nói chung là như thế này là tôi đóng góp ở mảng thứ hai. Đóng góp đích thực là nói chung là đấy, bà con sản xuất ở cái địa phương nào đấy thì cái người nông dân này người ta mỗi địa phương có thế mạnh của riêng mình. Còn đây là toàn idol đấy. Đấy, cái đứa em này này vừa đi qua cũng gặp đang xếp nốt hai cây này rồi đi về. Cái đứa em mà mày xem này chi biết thôi, mẹ tưới cây rồi làm cây đi, đau hết đầu, làm ra các cái sản phẩm đẹp rồi tự khắc là anh em người ta bán. No là cái người no sản xuất thì no sản xuất, người no làm thương mại thì làm thương mại. Còn cảm giác đến cái giai đoạn mà kiểu muốn thèm tiền thì là sản xuất tốt rồi, có lượng khách đầy đủ rồi sẽ làm đến cái hướng thương mại. Còn ví dụ như là ở cái bài này thì đấy là nói về cái vấn đề ví dụ như là đây này, là anh em ở trong ý ví dụ như là người ta cần hàng các thứ thì đấy mấy anh em người ta no cái vấn đề đầu, tức là đầu vào rồi vào trong ý, thế là để anh em ở trong ý người ta có bà hàng người ta bán này. Còn nam thì cây nào cái thủy cây nào thì phải chỉ. Còn hôm nay tôi thấy rất là nhiều thứ hay, nhưng mà đứa em nó lo ấy, đây là cái dâm bụt vàng này. Tôi nói thật cho các bạn là nếu mà cái loại này là tôi biết tầm, nhưng mà cái loại này vẫn đơn lắm. Cái hàng mà ở Đài Loan ấy, ở Đài Loan ấy là cái loại dâm bụt nó nhiều màu ấy, nó cực kỳ nhiều màu. Ở mình bây giờ vẫn đang trồng cái loại này và phát tán đi lung tung. Hình như cái An Phú ở Hà Lam ấy, nó trồng rất là nhiều cái loại này này, An Phú ở Hà Lam. Nhưng mà nó không phải là cái dòng này đâu. Dòng này thì nói chung là tôi chả biết các bạn đã nhìn thấy chưa, nhưng mà cũng lạ lắm đấy. Vàng ấy, vàng đơn. Và cái hàng này nếu mà trồng ra ruộng thì chắc là nó nhanh lắm. Đấy, mai sau thì gốc nó bằng cổ tay, chắc là tầm 2 năm là cùng. Đấy. Còn cái giống dâm bụt này mà nói ấy, đây là anh em đang tập kết hàng xong rồi xếp xe để chuyển vào Nam đây này. Thì cái này thì nói thật ra là để phục vụ các cái nhà vườn ở trong ý ấy, dọc quốc lộ 1A. Cái việc chính của mình như này này. Đấy. Cây to luôn á. Cái cây to này thì là cái hàng 8 triệu đấy. Mà chúng nó bảo là lãi lắm lãi lời ấy, là cái cây này có 4 triệu thôi ấy. Là bán được 8 triệu là lãi 4 triệu đây, hai vợ chồng nhà này kiếm ác đấy. Thế là lúc ấy cái anh ấy thì anh ấy bảo là ở đây có 1,5 triệu thôi. Về thì mọi người mới biết. À, những cái hàng mà 4 triệu nó bé lắm, nó không phải như cái ấy kia. Còn đôi khi là người ta xem người ta cũng không biết được đâu mà. Như bọn tôi thì mới biết là cái hàng 3 triệu, 2 triệu hay 1 triệu mấy cả 8 triệu với bao nhiêu thì nó khác nhau như nào ấy. Còn đây là giới thiệu cho mọi người cái dâm bụt vàng. Những cái dòng này dòng đơn. Cái dòng này là dòng nhanh lớn này, cũng nhân giống ác. Nhưng mà nó lại nhiều giống lắm. Tôi biết cái dòng các cái dòng dâm bụt ở bên Đài Loan ấy. Đài Loan với bên Trung Quốc nó phải nhiều màu cực kỳ luôn. Ở mình đây là vẫn là cái dòng, nhưng mà cái dòng đơn vàng này nha là tôi cũng ít gặp. Chắc là hôm nay cái đứa em nó đánh ra đây thì mình mới nhìn thấy cái dòng này. Một phần là mình không chuyên ấy, không đi chuyên. Còn cái việc mà sản xuất xong mọi người hỏi là trồng cái gì nuôi con gì ấy, thì là cái hướng này. Vừa anh em nói chuyện với nhau thì cũng bảo là xây dựng kênh TikTok mấy các thứ linh tinh, hoặc là bán hàng thế nào thì tôi cũng không giấu gì. Còn neo cổ Hải Phòng đây này. Ở đây thì nói chung là em nó bán cho khách thì mình cũng không tiện mấy. Đấy. Còn về đây thì có thể là mua lẻ được. Còn nếu không là những cái hàng này này, những hàng này này các anh em là toàn chạy số lượng ấy. Tôi cũng thích chạy số lượng. Một cái bịch này không biết bao nhiêu tiền đâu, mẹ ít lắm. Tầm 100 hơn 100 đấy kiểu vậy. Bây giờ chắc là tầm hơn 100 hoặc gần chắc mấy chục. Tầm dao động từ 70 đến hơn 100. Nhưng mà giá kiểu giá lấy số lượng ấy. Còn về đây thì mọi người tự về đây thì có thể là cũng hơn 100 thật. Giá số lượng với giá lẻ nó gần như nhau. Còn các cái hàng này hàng công trình. Còn đấy là của em nó xếp ấy. Tôi mới ra tôi trêu bảo là đang định livestream, nhưng mà hàng của mày thì tao livestream sợ thằng Tư nó ở nhà nó mắng. Có cái hàng công trình với cả hàng ấy này. Đấy, còn cái thủy nó xếp hai cây cổ Huế xong rồi về giải tán.
Đây là các cái tâm sự nghề nghiệp thôi. Đấy, ngày xưa là tôi hay chạy cái bọn này lắm, nhưng mà cũng bao lâu rồi mình không bán những hàng bé này. Cũng phải 2-3 năm rồi mình không bán những hàng bé này. Đấy là anh em có thể là đăng xong rồi chụp xong rồi đăng lên hội nhóm xong bán những cái hàng này. Đây là giới thiệu sản phẩm thôi nhá. Đây là cây quế hồng. Bọn này nó thơm đấy. Nó thơm đấy. Quế hồng nụ đầy. Vào đấy thì người ta bán cửa hàng các thứ này. Hoặc là thường là cái bọn này thì không trồng. Trồng thì thường là bây giờ nếu mà có anh em có trồng ấy là toàn lấy hàng thoát thân. Hàng này là các cái hàng mà bán đại trà. Chắc là về đấy người ta bán kiểu bán cửa hàng ấy. Hoặc là trồng hàng đường diềm này này. Đấy. Còn định quay cho mọi người cả những cái hoa hồng kia nhưng mà thôi. Huy Tư là hai anh, thằng bạn. Nó cũng nhà vườn lớn nhất miền Bắc đấy. Chứ còn vợ nó thì cái con đằng Tư ấy thì là nó kiểu nó chỉ thích làm thôi. Nó chỉ theo cái hướng sản xuất này, nó thích sản xuất. Vợ nó bây giờ là đây này, cái em, đứa em này. Hai vợ chồng nó bằng tuổi hai vợ chồng tôi. Nhưng suy nghĩ của thằng Tư là nó chỉ thích sản xuất thôi. Còn neo Hải Phòng đây. Tưởng con này là tuyệt chủng rồi cơ. Ở mình ở đây thì nói chung là cái số lượng neo Hải Phòng là nó ít. Đây bông của nó đâu nhỉ. Cái loại này nó bền phết. Cái thủy nó nói chung là nếu tôi phát như này thì tôi không ớn ai với cả kiểu mình ấy này. Đéo thấy hoa đâu. Cũng chỉ muốn là cái ngành này nó phát triển lên thôi ấy. Với cả thêm những cái đội như thế này ấy, thì là người ta bà con mới bán được hết hàng ấy. Còn bình thường là mình, những cái đóng góp của mình thì nói thật ra là chắc cái người sản xuất và cái người muốn mua ấy là người ta hiểu. Còn bọn ở trên mạng nó hay chửi tôi lắm thật. Tôi không trai hiểu là mình hận thù gì chúng nó toàn chửi đây này. Nheo của Hải Phòng này. Còn ví dụ như các bạn ở đây ấy thì cố gắng là 1-2 lần các bạn về đây, còn cái hoa giấy đéo gì của nó ấy. Khách bảo đặt bao nhiêu cái hoa giấy đổi màu nhưng mà tôi đéo có thời gian. Cúc đây. Năm nay bà con cúc tiếc sốt sừng sột. Chưa xong à? Xong rồi thôi, đi về thôi. Để cho anh em xếp xe chứ còn ở đây cho nó trật đất ra. Về nghỉ ngơi xong rồi cắt video nó hết 4 ngày. Đấy, đây là xếp xe để chuyển vào Nam. Thì tôi thấy là như thế này là đóng góp đích thực này. Cái người mua hàng ấy, người ta từ trong Nam người ta không thể ra đây được. Xong rồi ra đây thì giọng trọ trẻ thì không thể bằng anh em chúng tôi ở đây được. Mà bây giờ là tôi cũng không giao các cửa hàng nữa hoặc các nhà vườn nữa ấy. Có đứa em thì nó vẫn tiếp tục hoặc anh em thì nó vẫn tiếp tục ấy. Tại vì nhà vườn thì thật sự là đến bây giờ thì kể cả nhà vườn ngoài Bắc hay ngoài trong Nam hay là dọc cả nước ấy, người ta cả 1-2 năm trời người ta chưa bán được ấy. Cho nên vườn người ta ở đấy là vẫn còn các cái cây hàng tồn. Đấy thì là nó cũng không được nhiều. Trông vậy như này thôi nhưng mà thế này đã thấm gì. Ngày xưa một ngày nó phải xếp mấy xe à. Đấy. Còn có thể là kinh tế nó hồi phục thì là các bạn sẽ thấy là những cái sản phẩm này vào Nam hoặc là đi các nơi ấy là rất là nhiều. Một ngày anh em nó xếp mấy xe à. Như thế này này. Đấy, các bạn hình dung chưa? Các cái loại cây đó nhưng mà tôi không có thời gian thôi đi ấy thôi. Ngày mai rồi sẽ nói với mọi người ở những cái vấn đề này.